Chào mừng các bạn đến với kênh Leo Gaming. Diablo 4 có những tính năng mới rất khác biệt so với các dòng game tiền nhiệm. Hôm nay, Leo sẽ tổng hợp lại toàn bộ các tính năng được ra mắt trong bản beta của tựa game Diablo 4 để các bạn mới chơi dễ dàng làm quen với tựa game này. Nếu đã chơi qua bản test beta mà còn chưa hiểu những tính năng nào trong game, ví dụ như Lucky Hit hoạt động như thế nào hay các tính năng mới sắp ra mắt, ví dụ như nhân vật Season là gì, thì các bạn có thể tìm được câu trả lời ở video này. Giờ thì hãy bắt đầu thôi. Tính năng đầu tiên gây hoang mang cho người chơi cũ và mới của dòng game Diablo là Seasonal. Mùa Season đầu tiên bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 7 này, một mùa tồn tại trong 3 tháng. Khi bắt đầu một mùa mới, bạn sẽ tạo một nhân vật mới hoàn toàn để tham gia. Nhân vật Season này không thể trao đổi đồ đạc với nhân vật cũ của bạn trong thời gian Season còn đang có tác dụng. Và thường thì các nhân vật Season này sẽ có một server riêng hoàn toàn tách biệt với server thường. Bởi vậy, nếu có bạn bè chơi cùng nhau thì hãy đảm bảo là các bạn cùng chơi ở server Season. Sau khi Seasonal kết thúc thì nhân vật Season trở thành nhân vật thường và có thể trao đổi đồ đạc với nhân vật cũ của bạn. Nghe tới đây thì hẳn các bạn sẽ hoang mang tập 2. Kiểu ai hơi đâu mà 3 tháng chơi một nhân vật mới chứ? Tôi chỉ muốn chơi một nhân vật chính của mình mạnh nhất có thể thôi. Các bạn an tâm, vì tính năng Season này sẽ rất thú vị cho cả người chơi mới và người chơi cũ của tựa game. Vì với người chơi mới thì bắt đầu game bằng nhân vật Season sẽ cho bạn rất nhiều lợi ích. Ví dụ như nhận thêm điểm kinh nghiệm, hoặc nhận thêm các phần thưởng để nâng cấp trang bị, hoặc thậm chí là có thể trang bị Season riêng để sở hữu sức mạnh gần bằng với người chơi cũ, giúp cho bạn dễ dàng bắt nhịp với người chơi trước. Với người cũ thì Season vừa là cơ hội cho bạn trải nghiệm các lớp nhân vật khác ngoài nhân vật chính của mình, hay thậm chí là nhân vật mới xuất hiện được giới thiệu trong kỳ Season đó. Vừa là cơ hội cho bạn kiếm các trang phục mới cho nhân vật cũ của mình, hoặc nguyên liệu nâng cấp trang bị cho nhân vật chính. Và thường thì nếu là người chơi cũ, bạn sẽ dễ dàng hoàn thành các thử thách của các mùa Season đề ra để nhận các phần thưởng trong mùa Season đó. Bởi vì khi game ra mắt, các bạn hãy nhanh chóng hoàn thành phần chơi cốt truyện và luyện cấp nhân vật mình yêu thích nhiều hết mức có thể để có thể làm quen với mọi tính năng trong game. Làm vậy thì bạn sẽ chuẩn bị tốt nhất cho mùa Season đầu tiên, thậm chí có thể đua top Season nếu thích. Battle Pass là tính năng đi kèm với mỗi mùa Season. Thường thì sẽ có một phiên bản free sẽ có ít phần thưởng hơn và một phiên bản tốn phí có giá là $10. Đại đa số đồ đẹp sẽ ở đây. Nói chung vẫn phải đợi xem thông tin chính thức của Blizzard về Season và Battle Pass. Nhưng Leo nghĩ nếu muốn thu hút người chơi cũ và người chơi mới tham gia thì nhà phát hành sẽ phải biết tính toán để có những phần thưởng tương xứng. Nếu không thì chẳng ai bỏ thời gian ra tham gia mà làm gì. Thà tiếp tục farm đồ cho nhân vật chính của mình thì vẫn hay hơn. Diablo 4 là tựa game online 100%. Bản đồ trong game sẽ được chia làm hai phần, một phần tạm gọi là bản đồ chung. Bạn sẽ gặp các người chơi ngẫu nhiên khác trong server, khi ở làng mạc, thành phố lớn, hay khi tham gia các Open World Event hoặc World Boss. Phần còn lại ở các hầm ngục dungeon hay các sự kiện cốt truyện thì bạn sẽ được ở riêng một mình. Người chơi khác không thể tham gia trừ phi họ đang ở cùng party của bạn. Open World Event, đây là sự kiện bạn sẽ gặp ngẫu nhiên trên bản đồ chung, có một vòng tròn màu cam trên bản đồ báo hiệu cho bạn sự kiện đang diễn ra. Đây là sự kiện bạn có thể tham gia chung với người chơi khác trong server, phần thưởng là kinh nghiệm, gold và tiền obo. Đây là một dạng tiền dùng để chơi casino trong game. Stronghold, đây là một tiền đồn hay lâu đài của các loại quái vật trong game. Sau khi tiêu diệt các quái vật và boss ở đây, bạn thường sẽ rung một tiếng chuông hay một cái gì đó đại loại để thanh tẩy khu vực này. Từ đó, Stronghold sẽ trở thành một thành phố hay làng mạc mới. Hoàn thành Stronghold cho bạn rất nhiều điểm renown. Bên cạnh đó, bạn có thể mở khóa thêm dungeon mới tại đây hoặc một sự kiện event cố định nào đó, ví dụ như Legion Gathering. World Boss xuất hiện trong một khu vực cố định, trong một khung giờ nhất định. Thường thì trên bản đồ sẽ hiện lên thông báo trước giờ boss xuất hiện một khoảng thời gian. Đây cũng là một sự kiện bạn tham gia chung với người chơi khác trong server. Boss thế giới rất mạnh và thường có thể giết bạn trong một chiêu. Tuy nhiên các chiêu thức của nó cũng dễ dàng nắm bắt và có thể tránh được. Tiêu diệt được nó sẽ bảo đảm cho bạn đồ cam Legendary. Dungeon, đây là một dạng phụ bản cho phép bạn tham gia riêng một mình hoặc cùng đồng đội trong party. Thường bạn sẽ tốn tầm 5-10 phút để hoàn thành những phụ bản này. Hoàn thành chúng lần đầu sẽ cho bạn điểm Renown và Aspect. Nếu bạn là người chơi mới thì bạn sẽ muốn hoàn thành các dungeon này ít nhất một lần để mở Aspect Capstone Dungeon. Khi hoàn thành phần cốt truyện thì bạn mở khóa tính năng này. Đây là một phụ bản khá dài và khó. Bạn sẽ cần farm đồ tới một ngưỡng sức mạnh nhất định thì mới có thể chiến thắng được phụ bản này. Hoàn thành nó sẽ giúp bạn mở khóa World Tile tiếp theo. World Tile là độ khó trong game tương tự như Nightmare hay Hell ở các bản trước. Các đơn vị tiền tệ trong game, Gold và Obols. Gold thì bạn nhận được trong việc tiêu diệt quái vật hoặc hoàn thành các event, mở hòm, v.v. Gold dùng để reset skill, nâng cấp vũ khí trang bị của bạn.
đục lỗ trang bị để gắn ngọc. Gold cũng khá là cần thiết và nếu sử dụng phung phí, chúng bạn sẽ dễ bị thiếu hụt khi nâng cấp đồ sau này. Opal nhận được khi làm các Open World Events. Đây là đơn vị cho phép bạn chơi casino trong game. Số lượng tối đa của Opal có giới hạn và bạn sẽ không nhặt được thêm nếu giới hạn này bị đầy. Vậy nên đừng quên sử dụng chúng. Điểm Renown bạn nhận được khi tìm ra tượng của Lilith, mở các khu vực chưa được biết tới trong game, mở các cổng teleport mới, làm quest phụ, hoàn thành dungeon hay stronghold. Điểm Renown này có giá trị riêng cho mỗi vùng đất và có 5 mốc phần thưởng cho mỗi vùng. Bạn có thể xem mình đã khám phá tới đâu ở bảng Region Process. Có nhiều tượng Lilith trong mỗi khu vực và phát hiện ra chúng giúp bạn nhận được điểm Renown cũng như các phần thưởng khác như tăng chỉ số nhân vật hay tăng lượng Obo tối đa có thể mang trên người. Nhiệm vụ là tính năng đã khá quen thuộc với các game thủ. Trong Diablo 4 thì tính năng này cũng tương tự các dòng game khác. Chỉ chú ý một điều là ngoài quest chính được đánh dấu màu vàng và quest phụ đánh dấu màu xanh dương, thì khi nào các bạn thấy có nhiệm vụ trắng thì nên ưu tiên hoàn thành nó, vì đây là nhiệm vụ giới thiệu các tính năng trong game hoặc nhiệm vụ phụ mở khóa các sức mạnh mới cho nhân vật của bạn. Codex of Power là một bộ sưu tập các sức mạnh aspect mà bạn đã mở khóa khi hoàn thành các dungeon. Các aspect này luôn ở chỉ số thấp nhất nhưng chúng cũng giúp ích cho các bạn lúc đầu game cho tới khi bạn tìm được các món đồ legend mạnh hơn. Aspect là dòng sức mạnh đặc biệt được miêu tả bằng dòng chữ màu cam trên các đồ legend. Bạn có thể tách dòng sức mạnh này ra khỏi đồ legend và gắn chúng trên các đồ rare màu vàng và biến chúng thành đồ legendary. Baragon Ball. Sau khi đạt level 50 thì từ level 50 trở đi, mỗi lần lên level bạn sẽ được nhận được 4 điểm để phân bố vào bảng hệ thống Baragon. Bạn chọn từng nút trên bảng này để tới được mốc sức mạnh quan trọng phù hợp với cách xây dựng nhân vật của riêng mình. Tùy thuộc vào đường đi trên bảng Baragon, bạn chọn mà bạn sẽ tới được những bảng Baragon khác để tiếp tục tăng cường sức mạnh. Để giải thích chi tiết tính năng này thì hẹn bạn ở một video khác, Leo sẽ phân tích chi tiết kỹ hơn. Unique Item, đây là những món đồ hiếm có nhất trong tựa game. Chúng thường có những điểm cộng rất mạnh và rất có lợi cho tất cả class, ví dụ như mũ Sako cộng 4 điểm kỹ năng cho tất cả các chiêu. Đồ Sacred và Essential, đây là hai phiên bản đồ mạnh hơn so với đồ bình thường. Bạn có thể farm hai loại đồ này ở type 3 và type 4, Nightmare Sigil và Nightmare Dungeon. Đây là món đồ bạn sẽ tìm thấy ở phần cuối game, mỗi Sigil này sẽ gắn liền với một Dungeon tương ứng, dùng để biến Dungeon đấy thành phiên bản Nightmare tăng sức mạnh của quái vật trong Dungeon, nhưng cũng cho ta những đồ đặc xịn hơn. Hoàn thành các Nightmare Dungeon đó, bạn sẽ nhận được phiên bản Nightmare Sigil mạnh hơn. Tree of Whisper, đây là một dạng quest ngày, hoàn thành chúng sẽ cho bạn đồ Legendary, kinh nghiệm, nguyên liệu nâng cấp vũ khí, v.v. Helltide Area, đây là một dạng event PvE, sẽ được mở khi bạn tới độ khó Type 3. Chúng xảy ra ngẫu nhiên trên bản đồ chung và tồn tại trong 1 giờ. Quái trong khu vực này sẽ rất mạnh, nhưng rất đồ ngon, đặc biệt là rất một đơn vị tiền tệ có tên là Sinter, dùng để mở hòm Helltide. Đây là một loại hòm đặc biệt mở chuyên một loại đồ nhất định, ví dụ như giáp, găng tay, giày hay vũ khí. Đây là cách giúp bạn pha một món đồ cụ thể nào đó còn yếu trong slot đồ của mình. Lưu ý, khi chết sẽ rớt ra loại tiền Cinder này nên đừng quên sử dụng chúng. Field of Hatchet, đây là khu vực cho các bạn yêu thích PvP. Tại đây bạn có thể tự do đồ sát người chơi khác. Tiêu diệt quá trong khu vực này sẽ giúp bạn nhận được Seed of Hatchet. Thanh tẩy Seed of Hatchet giúp bạn nhận được Red Dust, một đơn vị tiền tệ để giúp bạn giao dịch các trang phục giới hạn hay trang phục cho thú cưỡi. Bị giết bởi người chơi khác tại đây, bạn sẽ rớt Seed of Hatchet, còn Red Dust thì không bị rớt. Các hiệu ứng thường gặp trong chiêu thức Vulnerable, đây là hiệu ứng khiến mục tiêu nhận thêm 20% sát thương. Khi quái vật dính hiệu ứng này thì cục máu của chúng chuyển sang màu tím. Khi bạn dính hiệu ứng này thì bình máu nhân vật xuất hiện thêm các vết nứt màu tím. Barrier, một dạng giáp được tạo ra từ một số chiêu thức. Khi nhận được giáp Barrier, bình máu của bạn sẽ xuất hiện một lớp màu xanh. Sát thương nhận vào sẽ được tính vào lớp giáp Barrier này trước khi được tính vào lượng máu của bạn. Fortify, một dạng búp cung cấp cho bạn một lượng máu ảo tên là Fortify. Nó có một màu đỏ nhạt xuất hiện trên bình máu của bạn. Khi lớp máu ảo này nhiều hơn số máu của bạn đang có thì bạn nhận được trạng thái Fortify. Trạng thái này giúp bạn giảm 10% sát thương nhận vào. Unstoppable, những kỹ năng có trạng thái Unstoppable giúp bạn thoát khỏi trạng thái khống chế và tránh nhận những trạng thái khống chế mới trong một thời gian. Đây thường là những chiêu quan trọng của mỗi class mà bạn nên để mắt tới, nên để dành để khi bạn gặp những con boss khó như Butcher, sở hữu nhiều chịu khống chế. Immune thì tương tự như Unstoppable nhưng cho bạn thêm trạng thái bất tử. Healthy và Injured, Healthy là trạng thái khi bạn có trên 80% máu, Injured là trạng thái khi bạn có dưới 35% máu. Trạng thái khống chế thường được gọi là Crowd Control Effect hay gọi tắt là CC. Đây là trạng thái rất đa dạng, ví dụ như chill, frozen, choáng, chói chân, thức ngã, khiêu khích, v.v. Boss thường không bị dính trạng thái khống chế này, ví dụ như Butcher. Tuy nhiên, những trạng thái khống chế đó được tính dồn vào một thanh màu trắng bên dưới cục máu của boss
và khi thanh này đầy thì boss sẽ bị choáng trong vài giây. Critical Strike, đây là đòn đánh chí mạng quen thuộc với hầu hết mọi game thủ. Khi bạn thấy xuất hiện những chỉ số sát thương màu vàng, tức là số sát thương chí mạng mà bạn gây ra. Overpower, đòn đánh này cộng thêm vào sát thương của bạn dựa trên tổng lượng máu và lượng máu ảo Fortify mà bạn đang có 3% cơ hội để tạo ra đòn đánh này. Tuy nhiên có một số chiêu thức hoặc đồ đạc bảo đảm khả năng đánh được đòn Overpower dựa vào một số điều kiện nhất định. Khi bạn thấy chỉ số sát thương màu xanh nhạt thì đó là sát thương Overpower mà bạn gây ra. Đòn đánh Overpower này được tính thêm vào đòn chí mạng và có màu cam khi xuất hiện. Lucky Hit, khi ra đòn bạn sẽ có cơ hội gây ra đòn Lucky Hit. Mỗi kỹ năng thường có cơ hội ra đòn Lucky Hit riêng. Ví dụ như Atlas có 30% ra đòn Lucky Hit và bạn có một món item có dòng aspect là Lucky Hit, 20% cơ hội làm choáng, thì giống như bạn sẽ đổ 2 lần xúc sắc, một lần để xem bạn có ra đòn Lucky Hit hay không và một lần để xem đòn Lucky Hit đó của bạn có gây choáng hay không. Bởi vậy, nếu trang bị hoặc chiêu của bạn không có hiệu ứng nào cho Lucky Hit thì dù bạn có khả năng ra đòn Lucky Hit thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đó là tất cả những tính năng mà chúng ta đã gặp qua trong 2 lần test beta hoặc được giới thiệu bởi nhà phát triển game. Nắm được những tính năng này sẽ giúp bạn dễ dàng thưởng thức tựa game Diablo 4 này hơn. Còn những điểm nào bạn chưa hiểu hoặc bạn nhớ ra những tính năng quan trọng nào mà Leo bỏ sót thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới và thảo luận cùng nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của Leo. Để theo dõi thêm các nội dung liên quan về tựa game Diablo 4 này thì bạn hãy tham khảo các đường link bên dưới video nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.